xin giới thiệu với mọi người, đây là cầu Bình Lợi bắc qua Thủ Đức. Cầu bên kia là cầu sắt để xe lửa chạy qua đó mọi người ơi. Tàu lửa đi qua cầu sắt. Kia cầu là cầu Bình Triệu. Tòa nhà LED mạc. Là siêu thị Vinga.